Một tuần nữa lại trôi qua, Quang Huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Truyền hình Thanh niên do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 16 tháng 7 năm 2017, tại công viên Khánh Hội quận 4, 5.000 chiến sĩ đại diện cho hơn 60.000 lượt chiến sĩ tình nguyện đã ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2017. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi không khí của buổi lễ ra quân và các hoạt động diễn ra sau buổi lễ. Dịch tình nguyện mùa hè xanh được xem là đỉnh cao của các hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố và được các chiến sĩ tình nguyện mong chờ mỗi dịp hè về. Và trong không khí sôi động của buổi lễ ra quân hôm nay đã nói lên tất cả. Tinh thần xung kích tình nguyện và quyết tâm của chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh đã sẵn sàng cho một mùa chiến dịch đầy ý nghĩa. Em cảm thấy là rất là phấn khởi. Hiện tại thì em chỉ muốn là cống hiến hết sức mình để cho chương trình này diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm xúc của em ngày hôm nay thì rất là hào hứng và tụi em đã sẵn sàng cho chiến dịch mùa hè xanh 2017 ở mặt trận đảo Thổ Chu. Chúng em đã sẵn sàng. Năm 2017, với hành trang của 24 năm phong trào thanh niên tình nguyện và niềm tự hào kỷ niệm 20 năm tên gọi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hơn 60.000 lượt chiến sĩ tình nguyện của thành phố bằng nhiệt huyết, sức trẻ sẽ vận dụng kiến thức chuyên môn của mình cùng nhân dân và thanh thiếu nhi trên các địa bàn tham gia thực hiện nhiều công trình phần việc hết sức cụ thể, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Các hoạt động của chiến dịch năm nay sẽ mang dấu ấn tình nguyện đến các xã biên giới, địa bàn khó khăn của 13 tỉnh trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên đến miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Sức trẻ của thanh niên thành phố cũng tiếp tục đến với nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại hai tỉnh Chăm Pa Sát và Siêng Khoảng để thắt chặt thêm tình hữu nghị keo sơn giữa thanh niên, nhân dân hai nước. Đối với mặt trận biển đảo năm nay, các chiến sĩ sẽ tiếp tục đến với xã đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang để cùng thực hiện những phần việc công trình ý nghĩa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và xây dựng biển đảo Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của năm nay có một số những điểm rất đặc biệt, đó là chúng ta tự hào kỷ niệm cột mốc 20 năm tên gọi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh từ năm 1997 năm 2017. Trên tổng thể cái quá trình chặng đường kỷ niệm 20 năm mang tên của chiến dịch tình nguyện mùa xanh thì nhiều phương thức hoạt động tình nguyện cũng đã được đổi mới và nó tạo nên một cái sức mạnh, một cái sức sống mới cho các hoạt động tình nguyện của các bạn thanh niên và sinh viên thành phố. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm nay sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017. Và để cụ thể hóa các nội dung của chiến dịch, Ban Chỉ huy chiến dịch đã xác lập 6 công trình thanh niên và 5 ngày hoạt động cao điểm. Như hoạt động chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 122. Hoạt động chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội và chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hoạt động chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, hoạt động chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông và hoạt động chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu. Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh trên khắp các mặt trận đã cùng nhau tham gia ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 122 với các hoạt động như khơi thông dòng chảy rạch Bà Láng, phường 24, quận Bình Thạnh. Đây là tuyến rạch có các hộ dân ở dọc ven bờ nên vấn đề xả rác ô nhiễm môi trường xảy ra thường xuyên. Đồng thời tuyến rạch này với nhiều đoạn nhánh gấp khúc làm rác xà bần, lục bình bị dồn nén, ứ động lâu ngày tạo nên mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường sống của người dân nơi đây. Hôm nay các em tới đây là phải nói rằng là rất đông và cũng nhiệt tình để làm vệ sinh sạch sẽ cái lòng sông này. Tình trạng muỗi nó sẽ giảm đi rất nhiều để tránh cho những trẻ em ở đây nó bị sốt xuất huyết đó. Với lại tình trạng xảy ra cái nhiều cái bệnh dịch nữa, cũng mừng lắm. Là một sinh viên thì khi được tham gia cái chiến dịch mùa hè xanh thì các bạn sinh viên hầu hết đều rất là thích và được trải nghiệm một lần. Và hôm nay thì em thật sự rất là may mắn khi đã được tham gia vào cái chiến dịch mùa hè xanh cùng với các đồng chí trong trường. Thì với cái hoạt động ý nghĩa ngày hôm nay thì em nghĩ là em đã góp được một phần sức nhỏ nhỏ để có thể là mình có thể làm cho những cái mương này có thể sạch hơn. Từ đó thì tuyên truyền được cái ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
Tại mặt trận huyện Bình Chánh, 800 chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh phối hợp cùng các chiến sĩ hành quân xanh đã tiến hành thực hiện công trình cải thiện tuyến rạch cầu suối với chiều dài hơn 1 km. Tuyến rạch, rạch cầu suối tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh từ lâu cũng đã được xem là một điểm ô nhiễm nghiêm trọng ở vùng ven. Với chủ đề chung sức trẻ vì thành phố văn minh sạch đẹp an toàn, quận Đoàn 1, Đoàn Tổng công ty Điện lực và Đoàn Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong nhân dân trên địa bàn quận 1. Trong khuôn khổ của chương trình, ban tổ chức tặng 10 bình chữa cháy xách tay, 5 xe đẩy phòng cháy chữa cháy cho ban điều hành tổ dân phố tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn tiết kiệm và các dịch vụ tiện ích về điện và thực hiện cải tạo, bó gọn hệ thống lưới điện hạ thế và lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại hai tuyến hẻm của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Chương trình phát huy vai trò xung kích tình nguyện, chăm lo đời sống cho người lao động nghèo của các chiến sĩ tình nguyện. Cùng đó, các chiến sĩ mùa hè xanh của quận 5 phối hợp với chiến sĩ mùa hè xanh trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội môi trường Em với màu xanh cho hơn 50 em thiếu nhi. Các em được anh chị hướng dẫn cách làm sản phẩm từ các vật dụng bỏ đi và tìm hiểu về cách bảo vệ môi trường qua các câu hỏi trắc nghiệm. Đặc biệt tham gia chương trình, các em thiếu nhi còn thu gom các chai nhựa bỏ đi để đổi quà từ các anh chị chiến sĩ. Ngoài ra, các bạn chiến sĩ mùa hè xanh cũng đã tiến hành sơn các nắp cống tại tuyến đường Nguyễn Duy Dương. Sau khi được sơn nền, các nắp cống sẽ được khoác lên những bức tranh đầy màu sắc, trở nên sinh động và đẹp mắt hơn. Những bức tranh trên nắp cống góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Trước đó, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã phát động lễ ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh cấp trường và thực hiện các phần việc tình nguyện tại nhiều địa bàn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành bạn. Vào trước đó, thì nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã phát động lễ ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh cấp trường và thực hiện các phần việc tình nguyện tại nhiều địa bàn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành bạn. Những ngày này, tại 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hàng chục con đường nông thôn như trở thành những công trường, mà trong đó những người kỹ sư, thợ xây chính là các sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Màu áo xanh tình nguyện của các chiến sĩ đẫm mồ hôi cùng xi măng, cát đá, tiếng máy nổ, tiếng hò vô chuyển đá làm náo động cả một vùng. Dường như trở thành một quy tắc thống nhất, các công đoạn từ đo đạc rồi phối trộn bê tông, lát mặt đường đều được các chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn. Nam thì thay nhau khiêng cát, sỏi xi măng và đứng máy trộn bê tông như thế này. Còn đây là các công việc của các bạn nữ. Mình cảm thấy rất là vui vì đã được góp một chút sức mình vào cái việc xây cái con đường cho người dân. Sau một tuần sinh hoạt thì mình cũng tức là có được nhiều cái kinh nghiệm về không chỉ là trong cái việc làm đường mà còn trong cái cuộc sống hàng ngày với người dân. Tuy là nó cũng khó khăn nhưng mà sau dần mình cũng thích nghi được. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Mùa hè xanh trong mắt mình rất là đẹp và qua một tuần mình đi trải nghiệm mùa hè xanh thì mình cảm thấy vui, tuy cực khổ nhưng mà mình dần dần thích nghi với điều đó và dần dần mình cảm thấy góp một ít cho tuổi trẻ và có một kỷ niệm của đời sinh viên. Điều đặc biệt, hầu hết các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh là sinh viên năm nhất, vừa tham gia vừa học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đã đi từ những chiến dịch cũ. Các phần việc kéo dài từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thế nhưng các chiến sĩ vẫn nhiệt tình, đem sức trẻ, cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra. Không khí vừa làm vừa trải nghiệm thật rộn ràng. Thì đối với lại địa phương thì các bạn sinh viên xuống đây là tạo ra một cái hình ảnh và một cái ấn tượng rất tốt đối với lại các cái em thiếu nhi địa phương trong cái việc công tác ở hè, cũng như là tạo ra một cái không khí rất là sôi động cho địa phương trong cái việc là cải tạo cái cơ sở hạ tầng và tổ chức cái việc làm đường ở trên này. Đồng thời thì sinh viên khi tham gia vào cái hoạt động mùa hè xanh này thì các bạn cũng có ý thức hơn với lại cái cuộc sống tập thể và có cái trải nghiệm rất là tốt về cái cuộc sống chung hiện nay tại địa phương. Những con đường mà cách đây mấy ngày chỉ là đường đất, bụi mịt mù vào mùa nắng và sình lầy trơn trượt vào mùa mưa, nay đang dần thành hình là những con đường bê tông kiên cố trong niềm vui và sự tin tưởng của bà con địa phương. Trong cái hướng tới là phát triển về kinh tế nó được thuận lợi hơn. Nói chung là đường xá thì ngon thì nhân dân thì nó thuận lợi trong việc mà giao thương hàng hóa, nông sản để mà đi lại trong cái buôn bán.
thì đây là một cái điều mà chủ địa phương cũng hết sức là trân trọng đối với cái các bạn chiến sĩ của sinh viên cũng ở xa đã về đã góp sức chia sẻ những cái khó khăn của địa phương để góp phần cho cái địa phương trong thời gian tới nó được phát triển tốt hơn. Năm nay, trường Đại học Bách Khoa có gần 1.000 cán bộ sinh viên trường trực tiếp tham gia tổ chức các nội dung chiến dịch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Có thể thấy, sức sống của chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh trong hành trình 24 năm qua đã để lại rất nhiều dấu ấn tích cực. Từ những dấu ấn không phai mờ đó, nhắc nhở mỗi một chiến sĩ phải luôn nỗ lực trong từng hoạt động, trong từng công trình để mỗi một mùa chiến dịch đi qua đều để lại những dấu ấn tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát khao được cống hiến về các hoạt động có ích cho xã hội, Quảng Quỹ tin chắc rằng các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thật hiệu quả các chương trình và hoạt động năm nay. Thưa quý vị, Hội thi Tự hào Sử Việt lần thứ tư năm 2017 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 14 tháng 7 năm 2017. Sau đây thì Quảng Quỹ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của ban biên tập truyền hình Thanh Niên. Với chủ đề theo bước chân những người anh hùng, hội thi năm nay tập trung tìm hiểu những kiến thức chung về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, các kỳ đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thành phố và toàn quốc, lịch sử tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, các gương anh hùng liệt sĩ. Hội thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến và chia thành 3 đợt thi. Đợt 1 từ 9 giờ ngày 14 tháng 7 2017 đến 12 giờ ngày 19 tháng 7 2017. Đợt 2 từ 9 giờ ngày 21 tháng 7 2017 đến 12 giờ ngày 27 tháng 7 2017. Đợt 3 từ 9 giờ ngày 28 tháng 7 2017 đến 12 giờ ngày 2 tháng 8 2017. Kết quả chung cuộc dự kiến được công bố vào ngày 9 tháng 8 2017. Tại mỗi đợt thi, thí sinh phải trải qua 4 phần thi, dấu chân phía trước, mốc son lịch sử, tiếp bước cho anh, tự hào sử Việt. Với hình thức thi này, các thí sinh không thi đợt 1 vẫn có thể thi các đợt còn lại. Đặc biệt, thí sinh tham gia làm thêm một bài luận với chủ đề viết tiếp bản hùng ca tuổi trẻ không quá 1.000 chữ. Ban tổ chức sẽ tính điểm tổng của 3 đợt và phần thi tự luận để xếp hạng chung cuộc. Ngay sau lễ khai mạc, các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng bắt đầu phần thi của mình. Hội thi thu hút nhiều đối tượng tham gia, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tất cả đã qua cùng niềm tự hào sự việc. Thể lệ năm nay có những phần thi rất là đặc sắc. Hồi đó em được thi thì em cảm thấy kiến thức nó hơi khô khan. Tuy nhiên thì với những kiến thức mà trong câu hỏi đợt này em thi thì em cảm thấy rất là phấn khích. Em thấy là khi mình tham gia cuộc thi này, những kiến thức mà em đã được học thì được ôn lại. Với lại là cũng có rất là nhiều kiến thức mới mà trong câu hỏi này thì em hoàn toàn chưa biết. Thì em nghĩ là khi mà sau khi về nhà thì em sẽ tìm hiểu nhiều hơn và tham gia tiếp các đợt tiếp theo ạ. Hội thi Tự hào sử Việt đã tạo nên những hiệu quả tốt trong công tác giáo dục truyền thống của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã lan tỏa thúc đẩy tinh thần yêu nước và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam trong đoàn viên thanh thiếu nhi, nhân dân thành phố và một số các tỉnh thành trong cả nước. Mỗi bạn trẻ hôm nay càng tự hào về những mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam, của thành phố mang tên Bác. Các đoàn viên thanh niên, người dân thành phố và bạn đọc của báo Tuổi Trẻ có thể tham gia theo cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ điện tử theo đường link http://chuyentrang.tuoitre.vn/tự-hào-sử-việt. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch tình nguyện hành quân xanh năm 2017 của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập nhiều phần việc, công trình gắn với chuyên môn nhiệm vụ công tác của các chiến sĩ. Trong đó thì có nội dung trao tặng 1.000 bộ đĩa phim tuyên truyền về các thủ đoạn mới của các loại tội phạm, cách thức phòng tránh và xử lý xảy ra tình huống, cũng như tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ cho 24 quận huyện. Trong chương trình kỳ này, ban biên tập xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một nội dung về các tình huống trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố và cách phòng tránh cũng như kỹ năng xử lý khi xảy ra tình huống. Các bạn thân mến, trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với các tình huống xảy ra của tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố. Thông qua đó, chúng tôi muốn gửi đến các bạn những lời khuyên cảnh giác thực tế nhất để tránh gặp phải những tình huống đáng tiếc tương tự. Các tình huống đều được xây dựng dựa trên các vụ án có thật vừa xảy ra trong năm trên địa bàn thành phố, có liên quan trực tiếp đến các nạn nhân là các bạn thanh niên trẻ. Do đó sẽ rất đáng để các bạn quan tâm theo dõi và nhắc nhở cho chính mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tình huống xảy ra đối với một nam thanh niên đang chạy xe máy trên đường nhé.
một nam thanh niên đang di chuyển trên đường, do có điện thoại nên phải dừng lại, áp sát vào lề đường và nghe điện thoại. Theo thói quen, anh thanh niên này nghe điện thoại bằng tay phải. Vô tình điện thoại nằm ở phía ngoài và người đi đường có thể dễ dàng quan sát được. Cùng lúc đó, có hai thanh niên di chuyển trên đường và có vẻ như đã phát hiện điều gì đó. Chúng vòng xe lại và đi lướt qua thanh niên đang nghe điện thoại. Và ngay lập tức đánh vòng xe lại, cố tình đi sát nam thanh niên. Và đối tượng ngồi sau bất ngờ đưa tay ra giật điện thoại. Đối tượng cầm lái nhanh chóng tăng ga tẩu thoát về phía trước trong sự bất ngờ của nạn nhân. Xem lại tình huống cho thấy, khi phát hiện con mồi có nhiều kẻ hở, hai đối tượng đã nhanh chóng quan sát xung quanh xem có ai theo dõi hay đeo bám hay không, và lợi dụng khi chiều hướng phương tiện lưu thông ít lại thì nhanh chóng thực hiện hành vi và tẩu thoát. Trong khi đó, sơ hở lớn nhất của nạn nhân là dừng lại ngay dưới lòng đường, nghe điện thoại bằng một tay hướng ra phía ngoài, ở khu vực ít người và không hề có những chướng ngại vật như trụ đèn hay cây cối để hạn chế tầm nhìn của các đối tượng. Anh Hiếu nè, tình huống vừa rồi thì có xảy ra nhiều trong năm không anh? Theo anh thấy thì đây là một tình huống thường rất là xảy ra. Vì lúc có khi chúng ta đang di chuyển trên đường nhưng phải dừng lại nghe điện thoại để giải quyết công việc. Vô tình lúc đó chúng ta trở thành con mồi khiến các đối tượng để ý và thực hiện hành vi cướp giật. Em còn thấy có một số trường hợp là bị cướp điện thoại và đã xảy ra những tai nạn rất là đáng tiếc. Chính vì vậy mà khi di chuyển trên đường, các bạn có nghe điện thoại thì chúng ta nên sử dụng tai nghe Bluetooth, hoặc là chúng ta dừng lại và nắm chặt điện thoại bằng cả hai tay, cũng như là dừng lại ở những nơi đông người và có chướng ngại vật để chúng ta đảm bảo được an toàn cho mình và tài sản nhé. Trong trường hợp là nạn nhân của các vụ cướp giật thì các bạn hãy cố gắng ghi nhớ đặc điểm đối tượng như là vết sẹo trên người, đồng hồ đeo tay và quan trọng nhất là loại xe gì của đối tượng sử dụng và biển số xe đối tượng gây án để cung cấp thêm cho cơ quan công an trong quá trình điều tra. Các bạn thân mến, như vậy để đảm bảo an toàn cho mình và tài sản, các bạn hãy luôn lưu ý những điều dặn dò trên nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tình huống cướp giật khác mang tính chất nguy hiểm hơn, với đối tượng là một phụ nữ đang chạy xe trên đường vắng. Một cô gái lưu thông trên một con đường vắng vào giờ khuya, có hai đối tượng di chuyển theo dõi phía sau cô gái. Ngay khi đến địa điểm vắng người, đối tượng tăng ga chạy lên, ép sát đầu xe nạn nhân. Tên ngồi sau ngay lập tức nhảy xuống leo lên xe cô gái và cả hai cùng tẩu thoát. Thủ đoạn của các đối tượng trong tình huống này thường nhắm đến nạn nhân là phụ nữ do sức chống cự yếu. Ngay khi quan sát thấy con mồi, chúng sẽ theo dõi và rất hay hành động tại các đoạn đường vắng. Mặt khác, chúng thường ra tay rất nhanh nên đa số nạn nhân đều không kịp kêu cứu hay phản ứng gì. Nạn nhân là cô gái trong tình huống này đã tạo một sơ hở và lưu thông trên đoạn đường vắng người vào thời gian rạng sáng từ 22 giờ tối đến 2 giờ sáng. Tỷ lệ cướp chiếm hơn 50% vụ án. Sau khi xem tình huống xong, nếu thử tưởng tượng em là cô gái trong trường hợp này thì em sẽ phản ứng như thế nào hả Diễm? Nếu em là cô gái trong trường hợp này thì em sẽ cảm thấy rất là hoảng sợ, bởi vì khi mình đang di chuyển trên đường và bị một nhóm đối tượng ép vào lề, rồi sau đó đẩy xuống đất và cướp mất xe của mình. Và em nghĩ rằng là nếu trong trường hợp này em có tri hô mọi người đến giúp thì cũng sẽ không có ai giúp, bởi vì lúc này không có ai qua lại trên đường hết. Cho nên lời khuyên của chúng tôi dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, nên hạn chế đi đường vắng người lúc trời tối và không mang theo tài sản có giá trị cao. Ngoài ra, nếu như muốn tăng cường các khả năng bảo vệ khác cho xe và cả mình thì các bạn có thể gắn các thiết bị chống trộm định vị. Nó có thể tắt máy xe theo yêu cầu hoặc giúp chúng ta nhanh chóng xác định vị trí của xe sau khi bị cướp. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình Thanh Niên kỳ này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc trên kênh HTV9. Còn bây giờ, Quang Quý và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.